Được rồi, các bạn sẵn sàng xem phép thuật thực thụ chưa nào? Ngay bây giờ, tớ sẽ làm cho quả bóng bay này biến mất. Umbala Sibua. Ê Sam, em lừa mọi người thế này mà không thấy xấu hổ hả? Tính không mai Roger, sao anh lại chả quê em như thế hả? Em có lừa ai đâu chứ. Vậy hả? Thế thì cái gì đấy? Anh lùi lại đi. Giờ thì hãy nhìn thật kỹ nhé các cậu. Và... Thật luôn. Và em tự dám gọi mình là ảo thuật gia hả? Nhưng chiều duy nhất em biết chỉ là chỉnh sửa video thôi anh. Ừ, được rồi Sammy, anh có thể dạy em vài trò khá thú vị đấy. Anh là phép thuật thực thụ đấy á. Ý anh là khoa học thực thụ. Chào cả nhà. Chào các bạn nhỏ. Chào mừng đến phòng thí nghiệm ma thuật của Roger và Sam. Hy vọng các bạn đã sẵn sàng. Bớt nói đi nào. Em đi thật đấy nha anh Roger. Chà, trong trường hợp đó anh sẽ tự làm một cục slime khác. Chẳng khó chút nào khi anh đã có kéo trong và một xíu nước đây rồi. Ha ha. Ồ vậy hả? Chà, slime của anh chẳng rực rỡ gì cả. Đơn giản như đan giỡn, xem đấy. Chúng ta chỉ cần một chút. Hấp và hấp. Giờ hãy cùng trộn thật đều nào. Như thế này đã đủ rực rỡ chưa hả Sam? À thì cũng không tệ chút nào. Nhưng em sẽ không chia sẻ khâu kẹo của em với cục slime nữa đâu. Đừng lo, slime của anh sẽ ăn nam châm để thay thế. Úp. Gì cơ? Em có nghe nhầm không? Giờ anh phải giải thích mọi thứ cho em đi. Ok, để anh đổ thêm hỗn hợp nước và muối nở này vào đã. Rồi khuấy mọi thứ lên thật đều. Đây là thành quả của chúng ta. Một chất dinh dính hay ho. Anh Roger, em cần phải đợi thêm bao lâu nữa vậy? Em giả tới nơi rồi này. Rồi, và đây chính là thành phần bí mật, bột kim loại. Các bạn ơi, hãy nhìn màu của bột này nè. Trông hay thật nhỉ? Và cũng ảo diệu nữa. Bây giờ đến giai đoạn trộn cuối cùng. Các em có thể làm trong bát hoặc để ngay trên bàn làm việc đó. Chỉ cần nhớ cẩn thận là được. Và anh đừng quên rửa tay sau khi xong việc nhá. Lời khuyên này có ích đấy. Anh nghĩ là tâm trạng của em lại tốt rồi đúng không nào? Em chỉ muốn xem cái thứ đó sẽ ăn cái này như nào thôi. Ừ, anh cũng vậy. Chúng ta cũng có thể khiến chú slime nhảy múa một chút. Như vậy này. Úp, úp, tuyệt cú mèo. Chả slime lúc nào chẳng ngầu anh biết đấy. Anh còn gì để cho bọn em xem không anh Bert? Có chứ, anh bạn nhỏ. Em thấy cái này thế nào? Ôi, nó sắc thật. Một cái đinh nhá. Tại sao anh lại cần một cái... Ôi không. Em biết trò ảo thuật này này anh Roach, từ hồi nãy luôn đó. Này. Em chắc chứ. Thế thì để anh khiến nó phức tạp hơn tí. Hop. Một vụ nổ siêu bự sẽ xảy ra. Trốn đi mọi người ơi. Ha ha. Anh gọi đó là sự kỳ diệu của vật lý. Nhưng các bạn chỉ nên làm thí nghiệm này khi có sự giám sát của người lớn thôi nha. Wow, đây là câu thần chú mới hả anh Roger? Đấy là công thức hóa học của natri acetat đấy Sammy. Với thí nghiệm tiếp theo, chúng ta cần 300g chất này. Hấp và thêm một thìa nữa. Và sau đó là 100ml nước nhé. Cái này ăn được không? Sao anh lại nấu nó lên thế? Thật ra thì chúng ta có thể thêm natri acetat vào đồ ăn như một gia vị ấy mà. Khoai tây chiên chẳng hạn. Tuy nhiên hiện tại chúng ta đang làm một ít đá nóng đấy. Chú cho mà ơi, các cậu nghe thấy chứ? Điều đó xứng đáng 1.000.000 like luôn đó nhờ. Giờ dung dịch sôi rồi nên chúng mình có thể rót nó cẩn thận vào một cái cốc và để dung dịch nguội đi. Các bạn nhớ hai điều quan trọng ở đây nhé. Cốc đựng phải trong suốt và có thể dùng nắp để đậy lại. Như vậy đấy. Em biết một người có thể giúp làm nguội đó anh. Từ này đúng không Elsa? Xem nào, mọi người đã sẵn sàng chiêm ngưỡng điều kỳ diệu chưa? Bắt đầu thôi. Wow, các cậu thấy không? Chỉ một hạt natri acetat bé tí thôi cũng đủ để kích thích quá trình kết tinh kỳ diệu này rồi. Hay thật đấy. Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của bọn tớ nếu thích những gì đang diễn ra ở đây nhá. Và hãy chờ xíu vì vẫn còn nhiều điều hay đó. Ok các bạn, để làm thí nghiệm tiếp theo, chúng ta cần một chai nhựa nhỏ có ống dẫn nhé. Cùng đổ đầy nước vào nào. Và đây chính là hỗn hợp xà phòng để tạo ra bong bóng như anh yêu cầu ạ. Chúng ta chuẩn bị thực hiện thủ thuật tạo bong bóng với đá khô. Chúng ta cũng cần đeo găng tay và phủ khăn lên khu vực làm việc nha. Cùng bắt đầu thôi. Ôi, em nên chuẩn bị sẵn sàng cho cái này nha. Những gì chúng ta làm bây giờ sẽ là cho đá khô vào trong chai. Từ từ nhé. Có gì đó đang xảy ra rồi này. Và hãy đóng nắp chai lại thật nhanh. Giờ thì quan sát thật kỹ nhé. Đẹp mộng mơ luôn. Còn hơn cả ngầu anh Bert. Nhưng em cũng biết một trò với đá khô nè. Ta cần một bát đựng nước, một ly đựng dung dịch xà phòng và một sợi dây ngâm trong đó. Sợi dây đó trông giống dây giày của anh một cách kỳ lạ. Ôi trời ơi, không có thời gian cho việc đó đâu. Lấy đá khô đi anh. Giờ anh hãy nghe kỹ cách thực hiện nha. Ok, đã hiểu. Vậy trước tiên ta cần làm cái này. Sam nói là anh phải làm thật kỹ càng đấy. Giờ đến lượt đá khô. Ốp, tuyệt, anh cực thích phản ứng hóa học này đấy. Aha. Làm đi anh Bert. Được, bắt đầu thôi nào. Ôi thần linh ơi, nhiều thủ thuật ngầu của anh Bert nhỉ. Còn trò gì nữa không ạ? Em có muốn biết nước có thể thần kỳ thế nào không Sam? Nước hả anh? Anh chắc không đó? Chắc như bắp, cùng một mảnh bìa cứng nữa. Nhìn nhé. Chúng ta sẽ làm như vậy. Sẵn sàng chưa các bạn? Giờ thì hop, ta-da. Không thể nào. Còn trò này nữa này. Gì cơ? Hãy thả một like nếu các bạn cũng ngạc nhiên như Sam nhá. Anh Võ Trời ơi, anh đây rồi. Ôi xin lỗi nhé, em đang tìm anh ạ. Vâng, anh có thể trải lông cho gấu Teddy vào lúc khác được không? Hài hước đấy. Nói nghe này, đây là một trò nữa mà anh muốn cho các bạn xem đấy. Em có biết gì về sự tĩnh điện không? Ừ, có chứ, là khi tóc dựng đứng lên chứ gì. Chính xác luôn. Giờ thì xem này. Các bạn có thể đổ đầy cốc nước bằng cách này đấy. Anh biết không anh Bert, hôm nay em đã học được siêu nhiều thứ luôn. Mọi người có muốn lượm lại các mẹo ảo thuật kiếm khoa học này không? Chà, tớ cũng thế. Hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tụi tớ. Hy vọng video này vui và có ích. Cho bọn tớ một like và đăng ký kênh để học thêm những điều tuyệt vời hơn nhé cả nhà. Và đừng quên nhấn nút chuông nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại.